Sự thật việc ông Huỳnh Văn Nén kiện cha đòi tiền bồi thường on sai. Sau khi được Tòa án Nhân dân Bình Thuận kết luận on sai và bồi thường hơn 10 tỷ đồng, ông Huỳnh Văn Nén tiếp tục đi tìm công lý khi kiện cha đẻ về số tiền bồi thường on sai. Ngồi tù oan 17 năm 6 tháng về tội giết người ở hai vụ án, ông Huỳnh Văn Nén Bình Thuận được trả tự do, công khai xin lỗi và bồi thường oan sai. Tưởng chừng hơn 17 năm oan nghiệt sống trong tủ nhục đã qua, nhưng bi kịch tiếp tục xảy ra sau khi ông một lần nữa đi tìm công lý để đòi lại số tiền ngồi tù oan sai. Ngày 21 tháng 6, phóng viên đã đến nhà ông Huỳnh Văn Nén, người chịu án oan trong hai vụ giết người ở Bình Thuận, để thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống của ông sau khi được trả tự do. Khác với hình ảnh căn nhà nhỏ sập sệ trước đó, nay nhà ông Nén đã khang trang rộng rãi hơn nhiều. Tuy nhiên khi vào nhà hỏi thăm, chúng tôi nhận được thông tin ông Nén đã bỏ nhà đi gần 2 tháng nay không về. Anh Huỳnh Thành Lượng sinh năm 1990, con trai ông Nén cho biết, lý do cha bỏ đi không phải là do mâu thuẫn gia đình mà nhiều nguyên nhân phát sinh. Đó là chuyện cha có tình cảm với một phụ nữ khác và mâu thuẫn chuyện tiền bạc bồi thường on sai. Thời gian đầu mới ra tù, cha sống chưa quen nên mấy mẹ con thường xuyên thay nhau quan tâm, chăm sóc. Ngày cha bị tai nạn xe máy, chúng tôi khóc hết nước mắt, tưởng sẽ không còn được gặp cha nữa. Tuy đôi lúc cha có những biểu hiện lạ như nói nhảm, chửi bới, nhưng cả nhà vẫn kiên trì hướng dẫn chăm sóc cha. Về sau hiểu được tình cảm của mẹ con dành cho cha nên cha quan tâm hỏi han nhiều lắm. Cha hứa sẽ cho tiền mua bò, mua xe để các con lấy vốn làm ăn, không để các con phải khổ cực. Tuy nhiên gần đây có một người phụ nữ tên là Nguyệt, khoảng 40 tuổi, thường xuyên lân la tới nhà xưng là bạn của cha và trò chuyện rất tình cảm. Mấy ngày qua cha thừa nhận có tình cảm với người này và dọn đến ở chung không về nữa, anh Lượng buồn bã nói. Theo anh Lượng, sau khi chuyển đến ở cùng người phụ nữ này, ông Nén có về nhà hai lần vì chuyện tiền bồi thường ngồi tù oan sai. Hai lần về nhà đó là hai lần cha chửi bới đòi số tiền bồi thường. Đau đớn hơn là việc cha viết đơn kiện ông nội, cụ Huỳnh Văn Truyện, cha ruột của ông Nén, về việc đứng tên tiền bồi thường oan sai của cha, anh Lượng cho biết. Bà Nguyễn Thị Cẩm, vợ ông Nén cho biết, mình rất bất ngờ và không tin ông Nén có người khác vào bỏ gia đình. Biết ông ở trong tù trong thời gian dài phải chịu đựng đủ thứ áp lực, nên phận làm vợ tôi rất quan tâm, chiều chuộng để ông sớm hòa nhập với cộng đồng. Nhiều lúc ông vác gậy đánh đập tôi, vẫn không bỏ cuộc. Tuy nhiên khi xuất hiện người phụ nữ tên Nguyệt thì mọi thứ dường như đổ vỡ. Người này dụ dỗ lôi kéo anh Nén về sống chung và coi là chồng mình. Anh Nén vẫn chưa bình thường hẳn, tâm lý còn yếu nên ai nói cũng tin, cũng nghe. Chắc chắn người này đã dụ dỗ lợi dụng anh Nén để trục lợi, bà Cẩm cho hay. Theo bà Cẩm, người phụ nữ tên là Nguyệt từng ngồi tù vì trộm cắp tài sản. Hai người quen nhau trong tù. Tuy nhiên khi ra tù, người này thường xuyên tới nhà nhưng giấu kín thân phận để tiếp cận lợi dụng anh Nén. Khi tòa án bồi thường và chia tiền, anh Nén đâu ý kiến gì đâu. Khi anh Nén sống chung với người phụ nữ này thì liên tục gọi điện về nhà, rồi chuyển toàn bộ số tiền hơn 10 tỷ đồng vào tài khoản của anh. Anh nói sẽ kiện cha mình và chị ruột là Huỳnh Thị Ngân vì đứng tên số tiền bồi thường ngồi tù oan sai của mình. Khi nghe tin anh Nén kiện cha, ông Huỳnh Văn Truyện, 92 tuổi, đau đớn lắm. Dù tuổi cao sức yếu nhưng cha vẫn phải lặn lội từ Cà Mau lên đây để nói chuyện khuyên giải anh Nén, bà Cẩm cho biết. Theo bà Cẩm, việc để cha đẻ chị ruột Nén đứng tên số tiền bồi thường oan sai cho ông Nén là để an toàn, không bị ai lợi dụng. Bởi lẽ sức khỏe của ông Nén không tốt và bị rối loạn tâm thần, và bị rối loạn tâm thần khoảng 21%, là người hỗ trợ phương tiện tiền bạc cho ông Nén kêu an suốt thời gian dài. Ông Huỳnh Trung Nghĩa, 61 tuổi, anh rể ông Huỳnh Văn Nén, khẳng định việc Nén kiện đòi chuyển 10 tỷ đồng tiền ngồi tù oan sai của mình là do xúi dục. Tôi đã nhận được điện thoại của một người tên là Nguyệt, nói đang ở với Nén, người này yêu cầu tôi và cụ Truyện phải chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản Nén, nếu không anh Nén sẽ kiện gia đình, ông Nghĩa cho biết. Theo ông Nghĩa, khi phân chia tài sản, Tòa án Nhân dân Bình Thuận đã phân chia rõ ràng số tiền bồi thường ngồi tù oan sai cho ông Nén là 4,6 tỷ đồng, còn số tiền còn lại là chi phí kêu an cho vụ án. Việc ông Nén đòi lại 10 tỷ đồng là không hợp lý. Sau khi nắm bắt được chỗ ở mới của ông Nén, phóng viên đã tới nhà nhưng bị khóa cửa, liên lạc điện thoại với ông Nén nhưng ông không cầm máy. Mới đây, ông Huỳnh Văn Nén đã gửi đơn đến công ty luật Hải Châu, đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai, xin được trợ giúp pháp lý về việc bị chiếm đoạt số tiền bồi thường oan sai. Trong đơn thư, ông Nén có nhắc đến chuyện số tiền bồi thường ngồi tù oan sai bị chia 5/7 và mong muốn được hưởng toàn bộ số tiền hơn 10 tỷ đồng. Huỳnh Văn Nén được minh oan do hung thủ giết thiếu phụ đầu thú. Nguyễn Thọ, người bị nam phạm nhân tố cáo khi thụ án 15 năm trước, đã đến công an đầu thú việc giết thiếu phụ cướp vàng, chứ không phải là ông Nén. Ngày 2 tháng 12, công an tỉnh Bình Thuận cho biết quá trình điều tra lại vụ án giết bà Lê Thị Bông, cướp tài sản năm 1998 tại thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, đã xác định thủ phạm không phải là Huỳnh Văn Nén.
Theo Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, hiện trường án mạng hiện đã thay đổi. Những người biết vụ việc đã đi khỏi địa phương, không nhớ nội dung, khiến cho công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Song song với yêu cầu của Tòa án Nhân dân tối cao, Công an tỉnh Bình Thuận đã truy xét hai nghi can theo đơn tố cáo của anh Nguyễn Phúc Thành. Từ lời tố cáo này, cảnh sát đã tìm được nơi lẩn trốn của Nguyễn, tên thật là Nguyễn Thọ. Biết không thể thoát khỏi, Thọ đã đến đầu thú và thừa nhận cùng Hồ, tên thật là Hồ Thanh Việt, giết bà Bông, cướp nhẫn vàng. Tuy nhiên, Việt đã chết nhiều năm trước. Đại tá Thật cho biết, dù trước đây trong suốt quá trình điều tra, truy tố, Huỳnh Văn Nén có lời khai giết, cướp tài sản của bà Bông. Tuy nhiên, toàn bộ lời khai nhận tội đó không có chứng cứ khác chứng minh, không khớp với lời khai nhân chứng và hiện trường vụ án. Vì vậy, có căn cứ ông Nén không thực hiện hành vi tội phạm như lời khai. Về việc bồi thường, đại diện Công an tỉnh Bình Thuận cho rằng, ông Nén bị tuyên án chung thân về tội giết người, 3 năm tội cướp tài sản và 2 năm tù tội hủy hoại tài sản. Tuy nhiên, ông chỉ được đình chỉ tội giết người và cướp tài sản. Tội còn lại án vẫn có hiệu lực, do đó ông Nén chỉ bị giam oan gần 16 năm, bởi trong gần 18 năm ở tù, có 2 năm là thi hành án tội hủy hoại tài sản. Trong sáng ngày 3 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận sẽ công khai xin lỗi ông Nén ở vụ án giết bà Bông, cùng với việc ông bị kết án oan trong kỳ án Phường Điều, được đình chỉ điều tra năm 2005. Giờ tôi chỉ muốn được xin lỗi, được minh oan là tôi không giết người. Phải việc này rồi mới tính đến chuyện đòi bồi thường. Tôi cũng muốn sửa lại căn nhà cho khỏi dột và mua chiếc ô tô con chạy dịch vụ kiếm tiền sinh sống, ông Nén nói. Còn vợ ông nói rằng gia đình mong muốn được cơ quan chức năng giải quyết ngay số tiền 93 triệu đồng mà chồng bà được bồi thường trong kỳ án Phường Điều. Ai cũng được nhận bồi thường vụ này hết, rồi còn ổng thì chưa. Do đó, có người bảo ổng đang thi hành án chưa giải quyết, bà cho biết. Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 23 tháng 4 năm 1998, ông Nén bị cho là dùng đoạn dây thần làm hung khí giết bà Lê Thị Bông, cướp chiếc nhẫn. Hơn 2 năm sau, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận xử sơ thẩm tuyên phạt ông Nén tù chung thân về tội giết người, 3 năm tội cướp tài sản và 2 năm về tội cố ý hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Do ông Nén nộp đơn kháng cáo kêu oan quá thời hạn, ngày 12 tháng 12 năm 2000, tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh không chấp nhận kháng cáo và đình chỉ xét xử phúc thẩm. Trong thời gian này, phạm nhân Nguyễn Phúc Thành đang cải tạo tại trại giam Sông Cái, Ninh Thuận đã làm đơn tố giác hai người bạn ngụ cùng địa phương nghiện ma túy và thường xuyên trộm cắp tài sản, chính là hung thủ giết bà Bông. Từ đó, người cha già của ông Nén rầm rã kêu oan cho con. Tháng 11 năm 2014, Tòa giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao đã chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tuyên hủy án sơ thẩm về phần tội danh và hình phạt với ông Nén để điều tra lại. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã bàn giao hồ sơ cho công an tỉnh này điều tra, nhưng không có cơ sở buộc tội ông Nén. Ngoài ra, trong thời gian bị cáo buộc giết bà Bông, ông Nén còn bị cho liên quan kỳ án Phường Điều xảy ra trước đó 5 năm 1993. Trải qua quá trình tố tụng kéo dài 12 năm, nhưng không tìm được hung thủ, cơ quan tố tụng buộc phải tuyên chính bị cáo, đều là người trong gia đình vợ Nén, vô tội và phải bồi thường oan sai hơn 1 tỷ đồng. Riêng ông Nén bị cho là thủ phạm giết bà Bông nên chưa được bồi thường. Ông Nén là người duy nhất tại Việt Nam hai lần bị kết án oan trong hai vụ giết người. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.